nhưng mà chú hỏi thì tôi thiệt lòng tôi nói luôn. Dạ. Hồi đó tự nhiên mình ngủ, mình nằm trên bao thôi. Dạ. Mình thấy một cái ông già, ông chống cây gậy tao, ông kêu con dậy đi, đi cứu người đi. Trời. Bắt đầu cái mình cũng mơ theo cái giấc mơ vậy, cũng đi theo ổng. Dạ. Ông dắt ra ngoài cái đồng ruộng nó xa lắm. Mà sao thấy có ông đó, ông nằm ở bờ ruộng á. Ông già đó ông nói con lễ cho người ta đi. Hỏi sao ông mua vào làm đồ ra lễ mà cái dế mình cũng hỏi vậy. Dạ. Nhưng mà ông nói ông không cần vào làm vào gì, ông dòm qua dòm lại ở ruộng rẫy người ta ăn cái chén nó bể đó. Dạ. Rồi ông biểu ông đập cái chén đó, ông đưa cho mình một cái miếng sành nhỏ vậy đó. Rồi ông chỉ lễ như vậy. Mình nhớ từng mình khi mình giật mình dậy là mình nhớ theo cái ông chỉ không quên luôn. Đó rồi qua lần khác tiếp tục như vậy mình làm. Mến chào cả nhà thân thương. Cả nhà, hôm nay Đưa Chuyên Linh Thang quay trở lại đây thăm lại cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn. Đôi đủ lệch. 6 tháng trước Đưa Chuyên Linh Thang có bắt gặp cái hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Tuấn. Ở dưới một cái góc mít thì khi mà Đưa Chuyên Linh Thang thấy cái hoàn cảnh của anh chị khó khăn quá, Đưa Chuyên Linh Thang lại hỏi thăm. Thì nghe anh Tuấn chia sẻ là cuộc sống của anh chị khó khăn thì vì cái mâu thuẫn gia đình, mẹ chồng nàng dâu mà vợ chồng anh Tuấn phải cắn răng chịu đựng ra giữa một cái cánh đồng hiu quạnh, sống dưới một cái góc mít che một cái căn chòi nhỏ. Thì khi mà Đưa Chuyên Linh Thang tìm hiểu, thấy cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn thật sự cần sự giúp đỡ, Đưa Chuyên Linh Thang đã ghi hình và chia sẻ đến cô chú anh chị khán giả xem. Thì cũng may mắn rằng cũng được nhiều cô chú anh chị yêu thương và quan tâm, được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yêu thương và mở tấm lòng hoàng giúp đỡ cho vợ chồng anh Tuấn một số tiền để xây dựng lên một cái ngôi nhà và có một cái cuộc sống nó ấm no đầy đủ hơn. Thì có một cô ở bên Mỹ, cô ấy tên là Thanh. Cô Thanh có liên hệ với Đưa Chuyên Linh Thang thì có nhờ Đưa Chuyên Linh Thang là quay trở lại ghi hình cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn để chia sẻ cho cô xem, để cho cô yên tâm. Tại vì cô rất là mến anh Tuấn. Khi mà chia sẻ, anh Tuấn nói chuyện rất là hay. Và anh Tuấn chia sẻ những cái câu chuyện về gia đình mà nói về cái cuộc đời. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh riêng á cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với Đưa Chuyên Linh Thang và bên trong mình thăm lại cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn, xem cuộc sống của họ 6 tháng qua như thế nào, có cải thiện, có thay đổi được phần nào không nha cả nhà. Cả nhà, lúc trước thì tới đây nhìn cái khu đất này nó rất là trống trải, toàn là cỏ không à. Mà hôm nay thì nhìn hai bên, phía bên đây là mía, nguyên một rừng mía luôn. Và phía bên đây là nguyên một rừng bắp. Đây cả nhà mình xem, thảo nguyên xanh. Thời gian thay đổi tất cả cả nhà. Cái rẫy mía này Đưa Chuyên Linh Thang sẽ vào tìm hiểu tại sao lại nó mọc trước nhà anh Tuấn. Và cái rẫy bắp này Đưa Chuyên Linh Thang cũng vào hỏi anh Tuấn thử tại sao cái rẫy bắp này lại mọc trước nhà anh Tuấn. Thì câu chuyện như thế nào thì cả nhà hãy đồng hành cùng với Đưa Chuyên Linh Thang nha. Đây, chào anh chị. Lâu quá không gặp. Cả nhà, đây là ngôi nhà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng yêu thương hai vợ chồng anh Tuấn. Đây, không gian rất là rộng rãi và bây giờ nhìn rất là mát mẻ. Không biết cây mít còn sống không? Anh đợi em xíu để em ra em review cây mít cho cả nhà mình xem nè. Ở đây thấy có một cái dàn bướm nữa cả nhà. Là trước kia là vợ chồng anh Tuấn là sống dưới một cái gốc mít đây nè cả nhà. Phải nói khi mà tới thì nhìn cái hình ảnh của vợ chồng anh Tuấn và hai đứa con nhỏ của anh Tuấn á, nhìn rất là thương luôn. Đây cái gốc mít đây cả nhà. Lúc tới thì cái mít này rất là sai, trái rất là nhiều. Đó. Nhìn cái hoàn cảnh anh Tuấn phải nói giống như chuyện cô Tích luôn. Đưa Chuyên Linh Thang có đặt ra một cái tiêu đề là đôi vợ chồng sống dưới gốc mít á cả nhà, là cái chị câu chuyện cổ tích thời như thời ngày xưa á. Đây cây mít đây cả nhà, vẫn còn tươi tốt. Thì ở đây nó có một cái hàng rào bằng đá nè, nhưng mà anh chị đã dỡ đi rồi. Bây giờ mình vào mình trò chuyện. Hôm nay nhìn thấy khang trang quá, chắc có lẽ là cuộc sống của anh chị cũng cải thiện được phần nào rồi. Thấy anh chị trồng mướp rồi đậu. Lúc trước tới thì thấy nó sơ sát.
Rồi anh Tấn đeo trong cái mic nha. Rồi em chào chị nha. Thôi ngồi bệt luôn, ngồi bệt luôn cho tình cảm. Đây hôm nay anh Tấn biết sao mà em đến thăm hai vợ chồng anh không? Thì có một cô lúc trước thì cũng yêu thương hoàn cảnh anh á. Cô ấy lâu quá không có nói chuyện với em á. Tự nhiên cái cô ấy gọi hỏi em 2-3 lần á. Thì sao không quay trở lại cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn. Quay clip để cho cô chú anh chị mình thường quân và cô chú anh chị khán giả mừng cho anh chị. Thì trước tiên thì em tặng cho anh chị cá khô nha. Thì hôm nay em có cá khô tặng cho anh ha. Cảm ơn. Cuộc sống của mình 6 tháng qua sao anh? Đó thì mình cũng làm được mía, rồi cũng làm được bắp, rồi cũng dọn dẹp rẫy rừng để mình làm vậy á. Dạ. Hồi đó là mình ở cây mít. Dạ. Đó, cái cây mít mà chú vừa ra quay đó. Dạ. Rồi hai đứa con nhỏ nữa. Thì có sao nó vậy cũng nhờ chú tới hỏi qua những câu chuyện vậy. Rồi chú cũng giúp. Cũng nhờ mấy anh mấy chị ở phương xa. Đó thì cũng nhờ cô chú anh chị đóng góp. Mình cũng có chỗ ăn chỗ ở hiện nay. Dạ. Thì anh có nhớ lúc trước khi mà hai anh em mình gặp nhau á, thì lúc đó có lẽ là nếu mà em không tới mà trò chuyện tìm hiểu á. Không, nếu mà chú không tới chắc giờ này cũng còn ở cây mít. Không, mà anh nhớ cái lúc mà em tới xong em bỏ đi. Em tới là em nhìn thấy em không có dám vô hỏi. Xong em bỏ đi xong cái tự nhiên cái trong lòng em nó rơi đứt làm sao á. Xong rồi cỡ một tiếng sau em mới quay trở lại rồi em mới quyết định là em vô em hỏi. Nhiều khi đến thăm hoàn cảnh vô hỏi em bậy bạ tao đánh chết đó. Bởi vậy em mới mạnh dạn vô em hỏi tại sao mà hai vợ chồng lại sống dưới một cái góc bích như thế này, mà có hai đứa nhỏ mà đỡ một cái giường mà treo một cái mùng, mà nói cuộc sống nghĩ thấy nó thương thương sao, nên em cũng không có đành lòng mà bỏ đi á. Nếu bữa đó em mà kiểu như là mình đi ngang qua là mình nhìn thấy xong cái mình lướt đi á, thì có lẽ bây giờ cuộc sống của anh chị nó rất là vất vả. Dạ. Thì cũng nhờ cái duyên, cái số của anh người anh sống. Nói chung cũng nhờ chú, trước nhất nhờ chú. Dạ. Chú đi tới hỏi ba điều cũng chuyện vậy, sau đó nhờ các cô chú anh chị ở phương xa đóng góp. Dạ. Thì bữa nay nói chung nó cũng hoàn thành được như vậy rồi đó. Dạ. Trời ơi, hôm nay em tới thấy nhà cửa rồi, thấy cây cối vậy, thấy mừng cho hai chị. Bắp thì mình tự trồng, chứ còn mía thì công ty nó đầu tư trồng. Là công ty tự bỏ vốn ra đầu tư cho mình. Mình chỉ công chăm sóc thôi. Công chăm sóc và tới chừng thu hoạch là nó cân những cái số mà mình nó trừ đầu tư cho mình đó. Dạ. Rồi còn lại là mình hưởng. Dạ. Còn bắp thì mình tự trồng làm xuống, mà mưa nó mưa hoài là đập cỏ không được nữa. Dạ. Ủa, nhưng mà mưa thì mình lại có nước, mình khỏi tưới thì nó khỏe hơn mình chứ. Mình không làm cỏ được, không dung đất vô gốc nó. Là không phát triển được hả? Anh trồng bắp giống này là hết bao nhiêu tiền giống mà em thấy nhiều vậy? 9 kg. 9 kg. Dạ. Em thấy người đồng bào họ trồng bắp cũng nhiều, nhưng mà bắp thì thu hoạch nó bao nhiêu đúng không? Bắp đồng bào trồng thì người ta trồng trên núi thì nó xa xa một lỗ. Dạ. Còn mình trồng đất nước này thì mình cứ một gang tay là một hộp. Dạ. Cho nên nó nhiều. Dạ. Rồi mía sao anh? Công ty họ trả công cho mình sao? Họ đâu trả công đâu, của mình làm mà nó đầu tư vốn. Rồi sau này nó thu hoạch là nó cân nó trừ lại cái số vốn của nó. Là cái này là bao nhiêu tháng mình mới thu hoạch một lần anh nhỉ? Như 8-9 tháng á, 9 tháng. 9 tháng, vậy là lứa này lứa đầu á ha? Lứa này lứa đầu tiên á, đợt chú quay tới giờ đó. Dạ. Đợt chú quay là ở nhà chưa trồng. Dạ. Thì lúc đó là còn ở góc mít mà đâu có. Lúc đó còn ở góc mít là vốn đâu trồng. Dạ. Mà đầu tư nó không có máy, không có móc gì, công ty nó cũng không dám. Dạ. Rồi bây giờ mình có mương nước tháo nè, rồi nó tới nó đầu tư thì mình làm luôn, chứ bỏ đó không nó cũng vậy. Phải nói lúc mà em tới cái hoàn cảnh của anh á, nghe anh chia sẻ mà nói về chuyện gia đình này nọ đồ, em nói phải nói rất là thảm thương luôn. Cũng nhờ cô chú xung quanh các nước
trong nước ngoài nước giúp đỡ nha. Mà khi mà mình xây dựng cái ngôi nhà của ông Tuấn cũng gặp rất là nhiều rắc rối cả nhà. Tại vì ở trên đây là lúc trước là sờ sát đúng không anh? Đúng rồi. Cái tháng nắng nữa là không có nước rồi, cái tuyến đường đi nó xa xôi rồi, vật tư vật liệu rồi làm cái căn nhà đó nó lâu. Đúng rồi. Làm cái nhà lên phải nói tháng mấy luôn á ha. Lâu. Rồi tiền bạc nhiều khi thiếu hụt đồ này nọ nữa. Đúng rồi. Đó. Rồi thiếu cái thợ nó ngưng. Dạ. Bắt đầu chú cầm qua thì thợ nó lại làm tiếp, nó chập chờn lắm. Dạ. Chứ mình không có nắm sẵn tiền trong tay á thì nó dễ, nó làm một lần là một. Dạ. Nói chung người ta thương chứ không có thợ nào mà nhiệt tình như vậy hết. Nó thấy mình hết tiền là nó ngưng. Dạ. Chứ bây giờ nó làm lên không vậy mình đâu trả cho nó được đâu, nó cũng kiếm cơm mà. Đó thì nó khổ, nó rắc rối vậy đó. Mà trước tới là thấy anh Tuấn anh khổ quá, anh đi chặt cây củi cả nhà, rồi những cây chùm bầu mà mọc xung quanh hàng rào rừng đó, đốt hang. Đốt hang mà lúc đó ở trước nhà cũng mới ra lò nữa. Dạ. Chị à, khỏe không? Dạ khỏe chú. À, hai chồng bữa giờ sống hạnh phúc không? Dạ. Ấm no hạnh phúc không? Dạ. Bữa nay dạ. Thấy hơi đen nha. Nhờ chú tới mới được như vậy chứ không ngờ chết. Bây giờ cuộc sống của mình sao anh? Mình có còn gặp khó khăn gì nữa không? Thì nó cũng đâu khó khăn gì đâu. Thì bây giờ mình mía thì cũng đất cũng đầu tư, công ty nó đầu tư vốn cho mình làm rồi. Cũng xuống rồi, mía cũng lên cao rồi. Bắp thì mình cũng bỏ vốn ra mình làm, bắp nó cũng lên cỡ đó rồi. Yeah. Thì bây giờ nói chung cũng nhờ cô chú ủng hộ tinh thần cho mình. Bữa nay nó cũng ngon lành vậy rồi đó. Yeah. Nhà cửa cũng rộng rãi, cũng mát. Ăn uống rồi có thiếu thốn không? Ăn uống thì ở rẫy mà cũng có bữa nó thiếu chứ sao mình nó dốc được. Dạ. Cũng có bữa nó đủ, cũng có bữa nó thiếu chứ. Tại vì cái mía này mình trồng mình chưa có thu hoạch mà đúng không? Chưa có thu hoạch. Cũng một nhờ năm chú chị có cái nhà nữa chứ, che nắng che mưa. Chín tháng một năm á, nói chung có cái nhà là quan trọng, che nắng che mưa là nó đỡ rồi. Trời lúc trước nhìn anh ở cái dưới gốc bích nhìn thảm lắm cả nhà mình. Gốc bích mà không có tấm bạc nữa chứ. Dạ. Mà lúc đó chắc người ta khinh dễ anh lắm á ha. Đúng rồi. Bà con lối sớm mà có ai nấu ra nấu vô vậy không Tức? Người thương thì người ta nói khác mà người ghét người ta nói khác chứ. Cái miệng lưỡi mình mà nó không có xương. Yeah. Tuy rằng nó không có xương. Một cách không ai ngờ, không ai hay, ai biết luôn á. Yeah. Tuy rằng nó rất là mềm, nó không có xương nhưng mà nhiều người thương người ta nói khác. Nhiều người ghét người ta chỉ cần thọc nó rồi kia khác. Thọc trúng cái người hồ đồ hỗn độn á thì nó xà càng hút mớ thì nó không có hiểu được thì nó xảy ra chuyện khác. Cứ như nó cứ như vậy thôi chứ. Cỡ như đời sống mà người ta nói cuộc đời này có bao lâu đâu, ai cũng phải trở về cắt bụi hết. Đâu lâu đâu, cái nào nó không trả, cái nào nó không có giá của nó hết á. Sống giờ phải yêu thương nhau, mình phải nhường nhịn nhau mà sống nha. Vâng, chú cho này, nhiều cái khó nói lắm cả nhà. Cuộc sống muôn màu à, màu nào cũng có đó. Thì thấy hai chồng mình vậy, mừng quá trời mừng rồi. Dạ, nói cảm ơn cái cô đó, cái cô bên Mỹ gửi lời thăm cô. Gửi lời thăm tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ. Gửi lời thăm các anh chị mạnh thường quân mạnh khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe, cô bên Mỹ lúc nào cũng có sức khỏe. À, nhìn anh chị cảm ơn cô nhắc nhở. À, nhìn chị hôm nay em thấy ấm no hạnh phúc vậy, thấy mừng. Nói chung vậy là cũng mừng rồi. Dạ. Bữa đó mà không có chú tớ rồi chắc giờ này không biết sao nữa. Dạ. Sống mà. Trước kia á, anh lúc mà mình còn khó khăn đó anh đi làm công ty rồi đi Sài Gòn rồi vậy, nhiều khi mình đi rồi mình có hay giúp đỡ ai không? Thấy người ta lỡ đường. Mấy cái đó thường chứ. Đi xe rồi này nọ, xăng gì này nọ. Có chứ, mấy cái đó mình thường chứ, nhiều người nó mượn tiền mình rồi nó về bên miên mà kêu cái người nó là dân tộc mà nó miên nó kêu bằng cái gì đó Campuchia hả? Người Khmer. Người Khmer nó ở chung rẫy phòng trọ mình, nó cứ mượn người mấy trăm, có người 2 triệu mấy luôn, rồi nó về quê là nó mất luôn chứ mấy cái đó mình cũng biết ở đâu. Dạ. Tại bây giờ cái
công đức của anh á, những anh giúp một người nào đó là mình không mong có mấy cái đó thì mình làm được chứ sẽ có người khác giúp lại mình. Cái đó mình thấy giúp nhiều chứ, thậm chí là người ta mà sắp chết mà ông chồng ông còn cứu lại để sống được. À, mấy cái đó thì thường là sao anh? Thì mình biết mấy cái việc của nó, mình lễ có nhiều người co giật đồ này kia nọ rồi mình cũng lễ trong đó mấy biết bao nhiêu người chứ. Ở Cà Ná thì cũng có người nữa. Vậy là anh có cái cách còn, chữa bệnh nếu mà đem tới bệnh viện thì nó nói tai biến hoặc là bệnh xiển hoặc là cái gì nó kêu tai biến với lại đột quỵ rồi thôi, chứ nó không biết người ta bị máng gió. Mà nó đi tới bác sĩ nó chỉ nói là đột quỵ hoặc là tai biến vậy thôi. Dạ. Chứ mà thiệt ra là mình chưa đi bác sĩ thì mình kịp thời mình chọn mấy cái đó mình làm trước, nó thông lại mạch đạo thì nó bình thường. Dạ. Chứ không thôi là đi tới bác sĩ tiêm vô 20 thuốc nó loãng tỷ ra là bắt đầu là nó trụ luôn, bán thân bắt tội suốt đời luôn. Dạ. Nhiều khi nhiều cái đó mình làm luôn. mấy lần nó không có thuốc gì đâu, chỉ mình biết mấy cái chỗ đó mình bấm mình lễ ra. Dạ. Mấy cái đó thì mình làm qua nhiều chứ. Dạ. Nhiều khi những cái bài thuốc đông y rồi này nọ. Mình không có thuốc đâu. Lưỡi đồ này nọ nhiều người cũng hay lắm nha. Đúng không? Đâu mấy cái đó thì mình làm thường, bây giờ bác cũng thấy mà. Phèo bọt cu trộn cáo méo miệng rồi. Đúng đâu là chết mà. Kịp thời thì ông mình cứu. Kịp thời thì mình làm được. Mình cứu không được bao nhiêu người như vậy rồi anh? Nhưng mà tính chắc không nhớ đâu. Tại vì ông nói là từ lúc mà còn con trai là mười mấy 20 tuổi là ông đã cứu được người rồi. Cái đó là có ai chỉ dạy cho anh không? Đâu có ai chỉ đâu. Hay là mình học sách vở là như không nào? Có sách vở nào hết đó. Mình nếu mà chú hỏi thì tôi thiệt lòng tôi nói luôn. Dạ. Hồi đó tự nhiên mình ngủ nằm trên bao thôi. Dạ. Thấy một cái ông già, ông chống cây gậy tao, ông kêu con dậy đi, đi cứu người đi. Trời. Bắt đầu cái mình cũng mơ theo cái giấc mơ vậy, cũng đi theo ổng. Dạ. Ông dắt ra ngoài cái đồng ruộng nó xa lắm. Mà sao thấy có ông đó, ông nằm ở bờ ruộng á. Ông già đó, ông nói con lễ cho người ta đi. Hỏi sao ông mua vào làm đồ ra lễ, mà cái dí mình cũng hỏi vậy. Dạ. Ông nói ông không cần giao lam giao gì, ông dòm qua dòm lại ở ruộng rẫy người ta ăn cái chén nó bể đó. Dạ. Rồi ông biểu ông đập cái chén đó, ông đưa cho mình một cái miếng sành nhỏ vậy đó. Rồi ông chỉ lễ như vậy. Mình nhớ từng mình, khi mình giật mình vậy là mình nhớ theo cái ông chỉ không quên luôn. Đó rồi qua lần khác tiếp tục như vậy mình làm. Hay vậy? Chứ thiệt ra mình có thầy, có bà, có bùa, có ngải, có thuốc, đông y, tây y gì đâu. Mà trong cái thời ông, cái đó mình nói thiệt. Dạ. Trong cái thời hồi đó mình còn đi làm biển, mình cũng cứu mấy người ở biển á. Dạ. Vậy là giấc mơ đó là khi mà như ông tiên á ha. Ông chỉ cho anh cái anh nhớ từng ly từng tí luôn. Ông nhắc tới đó kiềm chế không được, cái ông ở Cà Ná, ông đó mới tợ. Sao à? Thấy ông đó mà sốt luôn á. Sao khóc? Không nhắc tới ông đó là tôi chịu không được đâu. Sao anh kể em nghe mặc mí chút xíu đi. Đang nói cái thấy anh xúc động. Thì ông muốn đang bị như vậy đó thì mình làm cho ổng. Mình lễ cho ổng xong à. Mấy ngày sau á tôi kêu á ở nhà đi, cái mạch đạo nó cũng còn nó không có thông thường như bình thường trước đây. Yeah. Ở nhà mấy ngày đi, xong rồi ra chỗ nhà ông á, vợ ông cứ bắt ông nằm ở nhà hoài không có đi biển. Yeah. Chưa được tuần nữa bắt đầu ông nghĩ là vợ ông đi rồi, cây bão số năm 2000 mấy đó. Cái bão mà số 5 từ Bắc vô Nam dùng biển, ai mà chồng đi biển chết nhiều lắm á. Đó, cái bão đó, nếu mà ổng ở nhà thêm cỡ 10 ngày là khỏi rồi. Nhìn thấy ông đó, tôi nhắc lại, tôi kiềm chế không được đâu. Là cái ông đó là anh Tuấn là cứu ổng ha, là bị cái chứng minh đó. Mà lúc đó mà anh Tuấn phải nói,
anh mơ cái giấc mơ đó, rồi khi mà anh gặp mà người ta bệnh như vậy. Tại... Nếu mà giấc mơ bình thường chắc mình không nhớ. Dạ. Thì mình giật mình dậy là mình không nhớ. Rồi bây giờ mình thấy cái giấc mơ nó rất là chính xác. Mà bây giờ không vậy, không tin ai, bất cứ ai cũng vậy. Mà chưa đi bệnh viện là mình làm được. Dạ. Mà thời điểm là anh Tấn năm bao nhiêu tuổi? Lúc đó tôi 21 tuổi rồi chứ. Dạ. Mà khi gặp những cái bệnh nhân như vậy rồi, anh Tấn sao mình gan vậy, lỡ mình làm không ấy sao? Có nhiều người nó nói nó đạp mình chứ. Đi bệnh viện không đi, ở đây nghe là mày nó đạp mình qua một bên luôn chứ, con người ta đó. Mà thiệt, nếu mà đi bệnh viện thì chắc không kịp. Lúc đó cái lý trí nào mà anh Tấn lại cứu người? Không có lý trí nào hết, mình thấy vậy là mình làm, chứ không có cần ai cho tiền, ai cho bạc, người ta cho mình cũng không lấy luôn á. Dạ, nghe cái câu chuyện anh kể rất là ly kỳ mình luôn. Lấy thì cũng được thôi, cũng hết thôi, nhưng mà điều nó cái gì á, nó mình người khác như vậy nữa thì mình làm không hết. Nhiều khi cái tội cái ông ở cạnh á, là ông đó vợ ông không bắt ông đi chừng 10 ngày thôi là ông khỏi rồi. Là ông đi là ông mất về cái bảo chứ không phải là mất về cái chứng bệnh đó. Không, ông bị trúng gió thôi, ông không có bị bệnh, ông bị trúng gió thôi. Mình máng gió là nó khác, nó xây tàu tê hoặc là nó chóng mặt ói mửa là máng gió thôi. Còn thiệt ra trúng gió là nó méo miệng trợn mắt phèo bọt cua, sụi tay sụi chân luôn á. Cái đó là trúng gió, còn máng gió người ta đau đầu chóng mặt rồi xây sẫm mặt mày ói mửa là cái đó nó bị máng gió thôi. Thiệt ra trúng gió là mình đi không được, nằm xuống luôn chứ, tay chân méo co rút luôn, đi không được luôn chứ. Giống không, như một cái câu mình chuyện làm tích, biết bao nhiêu người mà mình không có thấy ai mà nó não nùng bằng cái ông ở Cà Ná hết á. Ông cũng thương mình lắm, mà vợ ông cũng thấy mình làm cho chồng ba vậy ba không thích. Nhưng tới thưa đang quan tôi kêu ở nhà khoảng một tuần đi, đừng có ra biển rồi cái nội tạng của mình nó cái chân thủy mình nó còn hấp thụ dưới nước nữa, nó không có kịp. Kêu ở nhà xong rồi đã cái người mình bị yếu rồi mà xuống nước biển rồi nước rồi nó thấm vô rồi cái chân thủy mình nó còn yếu á, là nó dễ nhập, nó xuống tay chân là nó bơi dưới nước bơi không được nữa. Mình dặn vậy thì ổng cũng nghe vậy, vợ ổng chửi ổng này kia nọ đồ, ổng đi xong bị cây bão số 5 đó, bão nó năm mấy ta? Lâu rồi cây bão số 5 đó. Chắc cái chú đó chắc thân thiết với anh Tấn nên anh Tấn mới xúc động không thì có. Mình nhắc tới chứ. Ổng là người dân thôi, mà mình lúc đó mình đi biển, ổng người dân thôi, ổng không có bà con gì đâu. Mà đều lúc đó mình 21, 22 tuổi thì ổng chắc 42, 43 gì á. Nhìn em sốt sao quá ha. Vợ ổng cũng thường cũng gửi cá cho mình chứ. Gửi mấy cái khô rồi mực đồ. Nhắc tới cái xúc động khóc. Thấy tội ông đó chứ. Thôi chuyện buồn thôi. Ông nghe mình không được mạng người nữa. Chuyện buồn mình gác mang bên. Giờ mình không mà chú hỏi tới mấy cái đó. Thì tại vì cũng là cái duyên cái nào khi mà mình thấy cái giấc mơ của mình nó rất là chính xác. Lâu lâu người ta gửi cá đồ cho mình vài à. Mà khi mà anh Tấn mơ cái giấc mơ đó rồi, mình đặt lại bao nhiêu lần hay là chỉ mơ một lần thôi làm nhớ cái công thức một lần một à? Một lần một. Mà sao nếu mà bình thường thì nó quên liền chứ, giật mình dậy là quên liền chứ. Trong giấc mơ rồi Tấn rồi có hỏi lại không, tại sao lại chỉ với con rồi không? Không thấy lần nữa đâu. Ông tiên râu dài không anh? Không phải ông tiên ông gì, mình thấy cái giấc mơ thôi chứ mình đâu biết ông tiên đâu. Mình thấy giấc mơ thôi. Từ cái giấc mơ đó mà mình được một cái... Nếu mình được thấy ông tiên chắc mình xin ông mình làm giàu rồi, mình không có thấy ông tiên. Mình thấy mình nằm mơ vậy á. Nghe câu chuyện cũng hấp dẫn. Chú hỏi tôi mới nói chứ.
đây cũng như là một cái duyên á, nữa biết đâu sau này cũng có người bị vậy thì em biết tới anh có cái tay nghề mà chữa trị đó thì cho em sẽ nửa đêm gà gáy bảo bông gì kêu cửa cũng đi hết đó. Dạ, cả mình cứu người làm việc tốt mà. Vậy chồng chị ăn cơm chưa? Chưa. Đang nấu. Đang nấu hả? Cá này cá cơm ăn ngon không anh à? Ngon, cá cơm không có lạc muối, mình nhìn mình biết mình dân biển mà. Này mình nấu canh chua hay là mình ram cũng được, chiên cũng được. Bữa giờ thì anh Tấn làm công việc gì, mình trồng bắp vậy thôi hả? Rải rừng thôi chứ không tầm móc rồi ai kêu cái gì mình đi làm thêm ở ngoài đó. Từ đó con. Từ khi mình có căn nhà này lên rồi em cũng hỏi xin phép hỏi là bên phía gia đình rồi ai có ai nấu ra nấu vô vậy? Không, nói vô qua nói vô duyên điện với nhà mình, đất mình. Nhà thì cô bác, cô chú mình thường quân cho. Còn đất đất mình mà ai dám nói. Điều chẳng qua nó ngứa miệng nó nói cho vui vậy chứ. Cũng nhờ ở đây chắc ngày xưa cũng vậy rồi. Mình cũng phải canh tác ra chứ đúng không anh? Canh tác chứ hồi đó mình làm này nhiều công lắm á. Mình đi hồi đó vợ này thức cừ lắm. Cứ mình đi đốt lò sấy cho ông Quýnh Diện bên này nè. Rồi đi dần công cho người ta. Vợ rẫy cho người ta, rồi người ta đưa công lên vợ rẫy cho mình. Rồi bắt đầu vợ hết đủ công, bắt đầu ngưng lại đó, để đó. Rồi mình đi tiếp tục đi sấy lò sấy, rồi lấy tiền đó về mướn thuê công là làm tiếp. Cứ tiếp tục nó biết bao nhiêu đợt ở đây nó mới như vậy chứ. Ngày xưa mà. Với lại hồi đó mình khai thác rồi mình để đó là người ta không có chiếm. Chứ còn bây giờ mà khai thác xong để đó chừng năm ta chiếm liền chứ, ta cãi lộn đánh lộn mình chứ. Hồi đó thì nhiều quá không ai ấy, mình dỡ được là nó không có chiếm nữa. Cho nên mình thiếu tiền mình ngưng lại đó, mình đi làm mướn 6-7 tháng một năm mình quay lại nó cũng còn như vậy. Anh Tấn thì lớn tuổi rồi cả nhà, anh bố anh năm mấy chứ hả? 50. 50 rồi, chị nhiêu em quên rồi ta? 96. À, năm mấy giờ giờ hai mấy, 26, 27 gì đó. Và khi mà gặp chia sẻ lên á cũng có nhiều người quan tâm ở cả nhà, họ vô họ nói, họ bình luận hơn kêu sao Tuấn có tiệc chiêu gì không chị? Sao? Có tiệc chiêu rồi đâu, nếu mà thiệt ra mình mà có tiệc chiêu vậy mình đâu lấy vợ. Dạ. Cứ tiếp tục như vậy chứ mình đâu lấy vợ đâu. Mà chắc thời thanh niên Tuấn cũng đẹp trai cao ráo mà. Cũng không biết nữa. Mũi cao mất hai mí. Mình đâu có nhìn lại mặt mình được đâu. Giờ cái số hết đúng không anh? Người có cái số. Rồi bây giờ mà anh Tuấn cho em xin phép vào nhà review cái ngôi nhà xíu đây. Đi anh em mình vô đây Tuấn đây. Tự nhiên đi chứ. Nó quay thêm một tập video của vợ chồng anh Tuấn này cho cô chú chị khán giả. Này có xe máy nè đó. Xe đây mới sửa lại được sửa lại đúng không anh? Rồi xe đó mới được sửa lại á. À, xe đây chắc cũng đời năm 90 à. Xe này lâu chưa? Năm 2007. 2007 hả? Này cũng lâu lắm rồi. 2007 mua nó. Uống xăng dữ không anh? Không, mình họ thằng kia nó làm không uống xăng đâu, nó đi bằng quay với rim rồi. Dạ. Cũng được, có cái phương tiện xe máy đi cũng đỡ cực. À, xe đây là của chị hả? Xe lúc tới là có rồi. Làm công ty nó bốc thăm trúng thưởng. Xe đó được xe đó đó. Dạ hả? Là đem từ Sài Gòn về. Đem từ Sài Gòn về, còn cái này là chú gà cho. Này là của cái anh ở dưới Phan Rang. À, em với gà lang thang tới nhà ảnh để chở lên cho anh đó. Đây là cháu đi học. Một cái xe em bé kia mua ở phế liệu 80 ngàn. Dạ. 8 kg 80 ngàn. Ủa hai chồng mỗi con ngủ ở đây à? Đâu bà vợ bà ngủ qua đây không à? Bà nói nóng nực bà không ngủ. Đây cả nhà, lúc trước đi chơi lên thang cũng khi mà cất xong cái ngôi nhà thì cũng chia sẻ đến cô chú anh chị khán giả và cô chú anh chị mình thường quân xem á. Nhưng hôm nay nhìn không gian rất là rộng rãi, có tủ nè, có màn nè. Rồi ở đây trước ngôi nhà mà khi mà mình đi vào á là trước cái mắt mình là thấy những cái tờ giấy khen của con của anh Tuấn nè. Học giỏi quá trời giỏi nè, có giấy khen nè. 1, 2, 3, 4, 5 tờ. 5 tờ là gần đây đúng không anh? Rồi, giấy khen này gần đây. Mẫu giáo cái kia mầm non, mẫu giáo rồi còn lên lớp 1, lớp 2 là lớp tờ. Dạ. Đây có bàn học rồi đây phòng ngủ. Trước rồi thiết kế rồi, cái này cũng hay anh Tấn ha. Mua từ trong đó trở về luôn chứ. Dạ. Thì lúc cho em nó tới cũng có cái bàn này rồi nè. Có. À, thiết kế cái này xây luôn cả nhà. Bên kia cũng có một cái nữa.
Này mấy anh thợ nó hết tiền lúc đó ngừng tiền chú đem qua chưa kịp đó. Dạ. Nó ngừng nó về hết. Mình cũng làm thợ được mà mình đâu có ngán đâu. Dạ. Làm cái này chứ. Tự làm luôn hả? Tự làm luôn. Nóng không? Thấy nóng, thấy cao mà đúng không? Cao nhưng mà nó ít cửa sổ nó nóng. Dạ. Tại ở đây mùa gió rẫy rừng mùa khô, qua mùa khô nó có gió mạnh. Dạ. Lắm. Cho nên mình không dám chừa cửa. Với lại ở rẫy mình làm cái rạp mình ra ngoài mình ngồi được, còn chủ yếu canh đêm nếu lỡ mà gió hơn nữa hai đứa nhỏ. Dạ. Cho nên mình không có dám chừa cửa. Dạ. Không dám chừa cửa. Rồi qua mùa này thì nó nóng tí, mình ở rẫy rộng mà mình làm cái rạp ở ngoài. Dạ. Chứ mình chừa cửa thì cửa này cửa kia nó gió ghê lắm. Tùy theo mùa đúng không anh? Đúng rồi, tùy theo mùa chứ. Đây quay cái không gian nhà bếp cho cái nhà mình xem nè. Đó mấy thợ nó nghĩ là mấy này mình tự làm hết, tự làm tốt mình tốt. Dạ. Bữa nay nhìn thấy rất là ấm cúng luôn. Vậy lấy hoàn cảnh anh chị vậy là thấy vui rồi. Chắc em mà chia sẻ cái tập video này với cô chú anh chị vào quan tâm lắm nè. Không, thấy cô bên Mỹ gỡ lời thăm nhắc nhở, thấy con tạo cho cô cũng chúc mừng cô có sức khỏe. Dạ. Mấy anh mấy chị mấy cô chú mạnh thường quân có sức khỏe hàng ngày. Không gian mà trước đây là lúc trước là anh Tuấn nói là sau này là anh Tuấn sẽ trồng bắp, và nếu mà thu hoạch á đậu với bắp sẽ đổ đây. Đổ nó về trước đây làm cho nó rộng rãi thoải mái. Nên là mới làm cái sàn trước đây, nhưng mà cái ngôi nhà mà có cái sàn trước là nhìn rất là rộng hơn ha. Đúng rồi. Không có nhà, nhà cái sàn trước này nó hết tiền rồi mình tự ra tay lán luôn chứ làm luôn chứ. Chứ nếu mà kêu thợ nữa thiếu nữa. Dạ. Mình tự làm luôn. Thì sắt tôn đồ là mấy thợ làm, xây đồ mấy thợ làm. Dạ. Còn mấy này là mình mấy lặt vặt này là mình làm luôn. Dạ, mấy cái này là mình tự bỏ công làm lời luôn. Làm luôn. Mình gối ghém cả nhà. Mình làm mấy này được mà. À, vậy là thấy mừng rồi, vui rồi. Cuộc sống tương lai sau này nhờ vào đám bắp với đám mía hả? Cũng biết sao nữa, biết nó lợi nó lỗ nữa đó. Trời ơi, đây thấy cái bướp to quá trời to nè. Để khô luôn rồi, nó, mình không thấy là nó già luôn, ba bốn trái này nè. Để làm giống hả? Mình không thấy hái nó già chứ, bây giờ già ăn đâu được rồi để đó luôn, ai xin là chỉ thì mình cho. Dạ. Mát quá, rào đầy mát nhưng mà vô trong nó hơi nóng xíu. Mình rộng rồi, mình làm ra cái rạp nó mát. Mà cái này không tháng mưa mình ngủ ở trước đây nó cũng mát vậy, cần chi phải vô trong. Mình làm cho có làm vậy thôi chứ thiệt ra mình ngủ bên này tôi trải với chiếu ngủ dưới này lăn thoải mái. Dạ. Lăn vậy nó không gấp 10.000, 20.000 cái cây lăn dưới gốc mít ra. Dạ. Bây giờ được cái nền về trải chiếu nằm lăn thì nó sướng quá chứ. Dạ. Rồi đó nằm ở gốc mít đâu có lăn được, bùn đất không, đá không đâu là nằm trải chiếu nằm được đâu. Bây giờ được cái nền vậy dù có như thế nào chăng nữa mình trải chiếu nằm thấy nó cũng ngon. Dạ. Thì hôm nay em xin phép em Tuấn nha, đến ghi hình, chia sẻ đến Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị mừng cho gia đình cô anh cuộc sống ổn định sau 6 tháng. Phải nhìn phải nói thay đổi rất là nhiều luôn. Trước thấy anh lúc mà trời mưa á, trời thương hai đứa nhỏ lắm cả nhà. Nằm ngoài gốc bích mà, phải nói mà ban đêm mà không có điện đuốc, không có gì hết. Mưa lúc đó được có cây đèn nó mới treo lên cho con này nó học mà mưa nó ướt vỡ luôn á. Dạ. Nói thương cho mấy đứa nhỏ nữa. Mà lúc mà mình chia sẻ những cái câu chuyện nói về cái cuộc đời của anh Tuấn á, hai vợ chồng á, thì phải nói nghe rất là xót xa luôn. Làm lũ cực khổ rồi bôn ba xứ người. Mà đến cái từng tuổi, lứa tuổi của anh Tuấn 50 mấy tuổi rồi mà nhìn thấy vợ con như vậy anh Tuấn nhìn xót xa anh Tuấn ha. Sốt chứ, mình làm không được á, thấy con tội với vợ con chứ. Dạ. Chứ mình đâu có tiền mua đá bóng xấu đâu, lụm ở ngoài rẫy vô đầm mà dư luôn á. Dạ. Thì lúc anh tâm sự với em đó, anh kêu trời sao đời mình sống sao cũng tốt mà sao trời cũng đưa đẩy như vậy. Biết là kiếp trước sao mình không hiểu, như kiếp này mình là như vậy đó. Dạ. Ôi, cố gắng anh ha. Cũng cảm ơn chú, hai chú với lại cô chú, anh chị ở Mạnh Thường Quân. Thì hai vợ chồng cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô chú, cô bên Mỹ, Phương Sa. Cảm ơn cô nhiều. Xúc động hả? Đâu có xúc động đi.
Đấy, thấy cái ông nhắc lại cái ông đó mình kiềm chế không được, mỗi lần mình vô đó thôi chứ. Đấy, vui rồi cả nhà, hôm nay được chưa? Cửa ngõ nhà ông nữa, nước mắt. Rớt mà bà cũng thường gửi cá ra cho mình vài, mình thấy tội ổng đi vô thắp nhang đồ đó. Dạ. Cầm chuối, cầm trái cây vô, chưa đi tới nhà nữa. Tính ra tính sống thì nội tâm ha. Tội ổng. Sống nội tâm nên có cái tấm lòng, nhưng mà tốt thì ông trời ông sẽ thương. Nó đâu phải như mình làm, mình quay lên đây à, chẳng qua mình nói dốc, nói pháo đồ đó, bà vợ bà cũng thấy. Thờ ơn bà cũng còn thấy qua mấy lần vậy đó. Yeah. Nhiều người ta không biết, mình không cho không biết luôn, chứ mình cũng không đi khoe khoang khoác lác làm gì. Yeah. Nếu phải một mình đâu mình nói dốc được. Yeah. Có bà vợ bà thấy qua mấy, bà thấy mình làm mấy người đó. Yeah. Làm ở chỗ Đồng Nai, chỗ mình đi làm công ty đó, bà cũng thấy qua, nãy bà cũng nói. Yeah. Thì cái này là anh Tuấn thì chia sẻ thôi đó. Nếu cô chú anh chị nào nhiều khi trong cái cuộc sống của mình gặp những cái tình trạng, tình huống như vậy á, cho người thân của mình hay là như thế nào đó, thì cũng biết cách mà chữa trị kịp thời đó. Còn ở chỗ quê Đôi Chân Lang Thang thì ở dưới thành phố á, thì nó khác cả nhà, môi trường nó khác. Còn cái vùng ở trên đây là vùng núi rừng thì môi trường nó khác cả nhà. Mỗi lần mà muốn đi bệnh viện hay là muốn đi đâu thì nó xa xôi, nó khó khăn lắm cả nhà mình. Với lại nhiều khi nhà họ người ta khổ quá, không có phương tiện đi. Nhiều lúc mà trong gia đình mà có người ốm đau bệnh tật gì đó, đêm hôm gì đó mà muốn đi nhờ một người nào đó mà chở đi á, hết xăng rồi cũng khó. Ở đây thì nhiều khi hết xăng cũng không biết phải làm sao nữa. Đúng rồi. Vắng vẻ lắm cả nhà. Nhìn thấy vậy chứ vắng vẻ lắm. Thôi hôm nay em đến đây thăm lại hoàn cảnh của anh chị. Trước tiên thì cũng cảm ơn chị đã chia sẻ những cái câu chuyện. Rồi Đôi Chân Lang Thang cũng xin cảm ơn cô chú chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn. Nên tôi thấy anh Tuấn có nhà cửa rồi, vợ con không, bữa nay mình ấm cúng thì em thấy em vui. Thôi em cũng xin phép anh chị nha. Chắc có lẽ là em sẽ đi về ha. Dạ, dạ. Để cho anh chị nghỉ ngơi ăn cơm. Rồi, cảm ơn hai chú nha, trưa nắng. Mất công hai chú đi. Bữa em chạy ngang qua đây hoài cho tính ghé vô thăm anh đó chứ, mà mận còn nhiều công việc quá. Lại tháng này ở mình mưa nhiều quá. Rảnh rảnh rồi qua uống trà rồi cũng được. Dạ. Em xin rồi, phép rồi, nha. Rồi cảm ơn hai chú nha. Cảm ơn anh nha. Rồi cố gắng anh ha. Rồi. Cuộc sống thấy vậy là quá ổn định rồi. Rồi. Sau này em biết tương lai hai đứa nhỏ nữa. Thôi em về nha. Rồi. Chị em về nha chị. Dạ. Chú về nha con. Nhìn đẹp trai, bữa có được quay lên có cái cô đó khen đẹp trai quá trời. Đẹp trai mà ngon nó lanh lợi. Em cắt cá. Thôi em về nha anh Tuấn nha. Bữa nào em chạy ngang qua em ghé. Tết rồi em ghé chúc Tết rồi. Thôi về nha. Chắc có lẽ là bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn dành thời gian với báo xem video ủng hộ Đôi Chân Lang Thang. Cả nhà cũng đừng quên yêu mến Đôi Chân Lang Thang á, cũng đừng quên bấm cho Đôi Chân Lang Thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video rộng rãi ra cho tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.